dạ thưa bác gần kết thúc buổi tọa đàm thầy bủ chánh có hiến kế cách thông qua truyền thông để có tiền và có quần chúng đó là kết bạn qua viber qua zalo với phật tử đến ngày sinh nhật của họ thì chúc mừng là ngay sau đó ngân hàng của thầy báo tinh tinh tức là có tiền vào <laughs> mình có số điện thoại của họ nhưng một năm mình chỉ liên hệ một lần với họ thôi vào ngày sinh nhật của họ thầy bủ chánh nói vậy đó bác Dạ thưa bác con xin được hỏi như sau mục đích chính của người xuất gia làm thầy tu trong đạo phật phải là gì thì mới gọi là mục đích xuất gia cao thượng và trong sáng à xuất gia là ra khỏi nhà vô nhà chùa chùa dạy cái gì chùa dạy giác ngộ giải thoát thì mình vô mình học cái giáo lý vậy thôi nhưng mà còn nếu mà mình không học giác ngộ giải thoát mà không có cái giáo lý thì là mình tu tưởng mình muốn tưởng sao kệ Nghe không? Nó thấy cái tưởng đó là cái gì? Là cái tín ngưỡng đó. Ồ, tôi tin, tôi, tôi, tưởng sao tôi tin cái đó. Thì nhà nước vẫn cho đó nha. Cái đó vẫn hợp pháp đó. Nó phải hiểu này. Còn nếu mà sự thật tu theo đạo Phật là cái gì? Đạo là con đường Phật là, cái, là đi trùm khắp mọi nơi. Nơi nào, nơi, nơi nào đạo Phật cũng đến được hết. Có nghĩa là giải mã được tất cả thôi. Còn cái đạo khác, ví dụ giải chuyên nghiệp, Đạo Thánh chỉ giải về Thánh thôi Đạo Thần cũng vậy Đạo Tiên cũng vậy Mình phải hiểu vậy Bởi vì Đạo Phật nó khác hẳn như cái khác Đạo khác chúng Đạo Phật là trùm khắp mọi nơi Cái gì cũng có Thần Thánh Tiên cũng có phải không? Còn các mà các Đạo mà gọi là chuyên nghiệp á, Thì người ta đi về một khía cảnh thôi còn Đạo phật kêu bằng kêu bằng tổng 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 quát hết như thế nó nó có hay nhưng mà đạo Phật u uh, có một cái này là dạy con người ta đi thoát ra ngày, ngày sanh tử luân hồi đó. Sanh già bệnh chết đó. đạo Phật có cái 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 điểm đó rất hay rồi mà chùa thiên tông dẫn dần đã đeo đuổi để đi theo cái cái cái, cái chủ trương này của Đức Phật đó. rồi con hỏi tiếp về